Chào anh em, trong video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em cái sự kiện của ngân hàng SimBank nha. CIMB Bank, đọc nó là SimBank cho nó nhanh nha. Tặng bạn đến 5 triệu đồng khi mời bạn mới thành công. Tối đa chúng ta chỉ kiếm được 5 triệu khi đi giới thiệu bạn bè thôi nha. Về thời gian anh em có thể nhìn thấy ở đây, từ ngày 17/1/2022 cho đến ngày 31/3/2022, mình thấy cái sự kiện của SimBank này nó cứ hết rồi có ha. Nó tổ chức theo đợt nha anh em. Và đợt này nó chỉ đến ngày 31/3/2022 sẽ kết thúc thôi. Sản phẩm áp dụng là thẻ ghi nợ Sim Visa Debit. Đối tượng áp dụng thì hầu như ai cũng được tham gia nha. Người được giới thiệu phải là khách hàng mới, chưa sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của SimBank luôn. Cách thức chia sẻ mã giới thiệu này: bước 1 đăng nhập vào ứng dụng ha. Bước 2 thiết lập ở góc bên phải màn hình. Rồi bước 3 chọn giới thiệu bạn và chia sẻ mã giới thiệu, thì mỗi người nó sẽ có một cái mã khác nhau nhé. Trả thưởng bằng tiền mặt vào tài khoản thanh toán Spend Account của người giới thiệu và người được giới thiệu. Dành cho người giới thiệu á, thì sẽ nhận được là 50.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu thành công. Khách hàng mới mở thẻ ghi nợ Sim Visa Debit và người được giới thiệu thực hiện ít nhất một giao dịch thành công ở trên cái thẻ trong vòng là 30 ngày kể từ khi ngày kích hoạt thẻ nha. Tặng thêm 50.000 đồng nếu như người được giới thiệu chi tiêu trên 1 triệu trong vòng 30 ngày. Vậy là tối đa chúng ta sẽ kiếm được là 100.000 cho một rep nha. Và tổng tiền mà anh em có thể kiếm được đi giới thiệu bạn bè đó là 5 triệu này nha. 5 triệu trên người giới thiệu thôi. Dành cho người được giới thiệu tặng 50.000 đồng khi khách hàng kích hoạt thẻ ghi nợ Sim Visa Debit và có ít nhất một giao dịch thành công trên thẻ, trừ giao dịch chuyển tiền, rút tiền tại ATM trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ nha. Vậy là sẽ có hai yêu cầu, đó là anh em sẽ kích hoạt thẻ này, sau đó thì anh em sẽ thực hiện một cái lệnh giao dịch nhá. Nạp vào 10k mua thẻ cào chẳng hạn ha. Bây giờ mình sẽ cài đặt ứng dụng thôi. Mình cài đặt về mình review cho anh em luôn ha. Vào ứng dụng thì chúng ta sẽ tạo tài khoản nhá. Góc trái dưới cùng này nha, bấm vô. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái mục đầu tiên là thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng nha anh em. Còn hai cái ở phía dưới không phải nha. Rồi mình sẽ chọn cái đầu tiên. Bây giờ nó sẽ hiển thị ra hai cái ảnh như thế này. Nó kêu mình là chọn loại thẻ, thì anh em sẽ chọn cái thẻ ở phía dưới là thẻ vật lý Visa Debit nha. Còn ở trên là thẻ tín dụng Visa Credit, nó khác nha anh em. Mình chọn cái thẻ thứ hai này. Thẻ vật lý, giao thẻ tận nơi khách hàng trên toàn quốc, liên kết tài khoản thanh toán, mua hàng trực tuyến, giao dịch ATM. Chúng ta bấm vô cái mũi tên ở bên phải cái thẻ ha, bấm vô. Bây giờ anh em sẽ thêm số chứng minh nhân dân, địa chỉ email của anh em, số điện thoại vô. Và đừng quên là đọc cái bản điều khoản của nó nhé. Thì những cái ngân hàng này mình đăng ký nhiều, mình quen rồi nha. Tích luôn này. Thêm hết thông tin xong thì đừng quên ở cái ô nhập mã giới thiệu á, thì anh em sẽ nhập cái mã này cho mình nha. Cái mã giới thiệu mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em nào cần, có thể là copy dán vô cũng được ha. Thêm thông tin xong, nó sẽ gửi một cái mã code về địa chỉ email của anh em. Vào email để lấy cái mã code là được thôi nha. Đây, sao chép này. Đến với cái bước chụp ảnh nhá, thì chúng ta sẽ chụp cái ảnh chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân đều được. Ở đây thì nó đang hướng dẫn chúng ta này, nên có nghĩa là anh em sẽ thực hiện đúng cái quy định của nó ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt chúng bên trong cái khung camera của chúng ta đó và chụp. Còn đây là những cái trường hợp mà anh em sẽ không được duyệt, đó là chụp lệch đó anh em, chụp mất góc, chụp lóa sáng. Rồi tiến hành chụp ảnh ha. Chụp mặt trước mặt sau có thể xong thì chúng ta sẽ chụp selfie nhá, xác minh gương mặt đó anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm chữ là tiến hành chụp selfie. Nếu như anh em qua được cái bước kiểm tra chi tiết chứng minh nhân dân giống như mình, có nghĩa là những cái ảnh mà chúng ta chụp á, nó đã nhận diện được rồi nha. Ở đây thì cái giới tính của mình nó bị sai nè, thì mình sẽ chọn lại là giới tính nam. Nơi cấp thì nó không hiển thị thì mình cũng sẽ nhập vô luôn. Tiếp theo anh em sẽ thêm những thông tin cá nhân như là tỉnh, nghề nghiệp của anh em này, tỉnh này, Vũng Tàu này, rồi nghề nghiệp này, tên công ty, chức danh thì chúng ta thêm đại cũng được ha, những cái này nó không quan trọng đâu. Còn cái mã số thuế cá nhân thì không thêm cũng được ha. Rồi bấm tiếp tục này. Rồi chúng ta đến cái bước nhận thẻ này nha. Nhận thẻ ghi nợ ha. Đây là một cái thẻ Visa Debit nha anh em. Anh em có thể tìm hiểu này, tận hưởng nhiều tiện ích miễn phí. Đầu tiên anh em sẽ được miễn phí phát hành này và miễn phí thường niên luôn. Miễn phí rút tiền tại hơn 17.000 Visa ATM toàn quốc. Mua sắm trực tuyến tại các điểm chấp nhận thẻ Visa trên toàn thế giới. Chúng ta cũng có thể là quản lý cái thẻ Visa của anh em ở trên ứng dụng này luôn. Giao thẻ tận nơi, đặc biệt không cần chờ đợi, có thẻ ảo sử dụng ngay trước khi nhận thẻ vật lý. Nghĩa là chúng ta tạo tài khoản thành công thì anh em đã sử dụng được cái thẻ của anh em rồi. Còn cái thẻ vật lý nó sẽ gửi đến nhà cho anh em. Bấm nhận thẻ Visa miễn phí này. Đó, mình sẽ nhận luôn ha. Hiện tại thì mình trong box của mình mới có được có hai cái Visa thôi. Mình lấy thêm một cái nữa cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái địa chỉ để nhận Visa vào. Còn nếu như ai không muốn nhận thì thôi, bấm chữ bỏ qua cũng được.
Bây giờ chúng ta tiếp tục đăng ký tài khoản này, thêm một cái tên đăng nhập nha anh em, tên đăng nhập của anh em đó. Đây, thế sau này chúng ta đăng nhập vô tài khoản á. Đây, dài hơn một tí đi. Thêm mật khẩu thì nó có yêu cầu anh em một ký tự đặc biệt nha anh em, chữ A cộng này. Đó, A cộng nó là một ký tự đặc biệt đó. Bấm tiếp tục. Rồi, cho phép này. Nó sẽ gửi một cái mã code về số điện thoại cho anh em để anh em xác minh cái số điện thoại thôi. Bây giờ thì chúng ta đợi nó xử lý nhá. Anh em thấy nó đang quay không? Đầu tiên là nó xử lý cái tên ID của mình này. Sau này mình sẽ sử dụng cái tên này để đăng nhập vào tài khoản nha. Tạo tài khoản thành công thì anh em sẽ có được một cái mã giới thiệu để đi giới thiệu bạn bè nha. Trong lúc mình đang đợi xác minh cái tài khoản á, thì có một số điện thoại của ngân hàng gọi mình nha. Đây, gọi từ thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng gọi mình lại để xác minh một lần nữa nha. Sau đó thì tài khoản của mình nó đã được xác minh này nha. Vô tài khoản thôi. Ở đây anh em sẽ thấy một cái phần đó là ký hợp đồng để hoàn tất thủ tục mở tài khoản này. Chúng ta bấm vô, ký ngay. Chúng ta có thể bấm vô chữ là xem hợp đồng. Xem xong hợp đồng thì chúng ta sẽ đồng ý điều khoản nha. Rồi bấm chấp nhận. Bây giờ là chữ ký này nha. Không biết ký chữ ký thì cứ ghi chữ tên của bạn luôn cũng được ha, không sao đâu. Nó sẽ gửi một cái mã code xác minh về số điện thoại cho anh em. Nhập vô là được ha. Quá trình ký hợp đồng cũng khá là nhanh thôi nha. Đây, nó duyệt tự động mà anh em. Vậy là tài khoản của mình đã được xác minh thành công rồi nha anh em. Trở về trang chủ nè. Bây giờ các chức năng như là chuyển tiền, nạp điện thoại, nạp tiền, rút tiền nó mới mở nha. Còn trong trường hợp mà chúng ta chưa xác minh thành công á, nó sẽ chưa mở đâu. Trong tài khoản của mình thì nó chưa có tiền mới tạo tài khoản thành công mà anh em. Chúng ta vô phần tài khoản này. Ở đây anh em sẽ có số tài khoản nha. Bây giờ mình sẽ gửi 10k từ ngân hàng khác vào ngân hàng này nha. Rồi mình sẽ chuyển tiền vô này. Tới số tài khoản này. Ngân hàng sẽ là CIMT. Đây. Số tài khoản nha. Dán vô. Nhập số tiền thì chúng ta chỉ cần gửi qua đó 10.000 thôi nhé. Gửi vào 10.000 thôi. Rồi tiếp tục này. Xác nhận này. VP Bank này nó cũng có sự kiện nha anh em. Những cái ngân hàng nào có sự kiện mà mình biết á, mình đều review trên kênh YouTube, anh em có thể là tham khảo ha. Về lại tài khoản ngân hàng CIMB thì chúng ta đã có 10k rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một lệnh giao dịch thôi. Nạp điện thoại cho nó nhanh nha, 10k thôi mà. Mình kích hoạt cái OctoSeal qua SMS luôn này, cho nó nhanh. Rồi mình nạp tiền này. Tiếp tục này. Chúng ta chỉ cần nạp 10k thôi nha. 10k cũng tính là giao dịch rồi anh em. Rồi chúng ta nhập mật khẩu vô này. Sau đó là vuốt sang phải nha. Vậy là mình đã nạp thành công 10k rồi nha. Đây. Nạp thành công 10k rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi thôi. Khi nào tiền nó cộng mình sẽ thông báo ở trên kênh Telegram của mình nha.